Đảng Cộng Hòa đã chiến thắng Đảng Dân Chủ ở Hạ viện trong cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ Mỹ. Khối ngoại liên tục mua dòng mạnh tay toàn thị trường từ đầu tháng đến nay, hết Vina Capital đến Dragon Capital, các quỹ ngoại liên tục mua vào cổ phiếu Khang Điền. Tất cả thông tin sẽ có trong Chợ chứng sáng nay. Về cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ ở Mỹ, Đảng Cộng Hòa đã giành chiến thắng Đảng Dân Chủ ở Hạ viện. Kết quả kiểm phiếu cuộc bầu cử diễn ra hôm ngày 8 tháng 11 cho thấy, tính tới sáng ngày 17 tháng 11 theo giờ Việt Nam, phe Cộng Hòa đã giành được tối thiểu 218 ghế tại Hạ viện và có thể tiếp tục gia tăng số ghế của mình khi mà có kết quả kiểm phiếu chung cuộc. Kênh Fox News đưa tin chiến thắng quyết định đến từ tiểu bang California sau khi ứng cử viên Cộng Hòa Mike Garcia đã tái đắc cử trong cuộc đua vào Hạ viện tại khu vực bầu cử số 27 của bang này, qua đó giúp Đảng Cộng Hòa chính thức cán mốc 218 ghế. Đảng Dân Chủ mới chỉ giành được 209 ghế, và với kết quả này thì dù không giành được thắng lợi áp đảo, nhưng mà Đảng Cộng Hòa đã đánh bại Đảng Dân Chủ để giữ đa số ghế tại Hạ viện và giành lại quyền kiểm soát cơ quan lập pháp này trong khóa 118 tới. Chiến thắng sẽ giúp Đảng Cộng Hòa có thêm quyền lực để tác động đến chương trình nghị sự của Tổng thống Joe Biden, Đảng Dân Chủ cũng như có thể mở ra các cuộc điều tra liên quan đến chính quyền và gia đình của ông. Về phiên giao dịch ngày hôm qua thì tiếp tục đà hồi phục từ phiên giao dịch trước đó. VN Index ngày hôm qua vẫn tăng điểm khá tốt với mức tăng là 26,36 điểm, tương đương với 2,8%. Thanh khoản thị trường thấp hơn phiên giao dịch đột biến ngày 16 tháng 11 và đạt 11.416 tỷ đồng. Thị trường mở gap tăng điểm, xác nhận xu hướng tăng ngắn hạn trên khung ngày. Tuy nhiên, khối lượng ngày hôm nay lại dưới ngưỡng vol MA20 phiên. Kết phiên đã phản ứng với mức Fibonacci hồi quy 61%, tương đương mức 97x. Vì xu hướng chính vẫn là giảm nên chúng tôi khuyến nghị nhà đầu tư nên hạ tỷ trọng khi chạm ngưỡng những vùng cản 97x hoặc xa hơn là 107x. Và trong khi nhà đầu tư trong nước vẫn tỏ ra thận trọng trước các thông tin tích cực từ bên kia bán cầu, khối ngoại lại đánh dấu những phiên mua dòng kỷ lục. Bắt đầu từ đầu tháng 11 năm 2022, đà bán dòng của khối ngoại đã giảm bớt và bắt đầu một chu kỳ mua dòng mạnh mẽ tính đến thời điểm hiện tại. Cùng thời điểm đó thì VN Index tiếp tục chu kỳ giảm điểm khi mà từ 1040 điểm, VN Index đã giảm hơn 16% đến mức đáy đạt quanh ngưỡng 875 điểm sau khi bật hồi phục vào phiên giao dịch ngày 16 tháng 11. Tính từ thời điểm đầu tháng 11 đến nay, khối ngoại đã mua dòng tổng cộng 6.316 tỷ đồng, trong đó xu hướng mua dòng tăng dần từ đầu tháng và đạt đỉnh vào 3 phiên giao dịch ngày 11, 14 và 15 tháng 11. Phiên giao dịch ngày 11 đạt cao nhất 2.479 tỷ đồng. Cùng xem xét kỹ hơn về top các cổ phiếu được mua dòng. Trong 30 ngày giao dịch vừa qua thì Vinamilk, Masan và Khang Điền được quỹ ngoại mua dòng nhiều nhất với giá trị là 787,85 tỷ đồng, Masan với 734,91 tỷ đồng và Khang Điền với 644,19 tỷ đồng. Ngược lại thì Exim Bank bị bán dòng mạnh nhất với 3.334,35 tỷ đồng và Hòa Phát là cái tên thứ hai với hơn 1.726 tỷ đồng. Do vậy thì nhìn chung chúng ta có thể thấy là động thái rất là tích cực của khối ngoại khi mà liên tục mua dòng trong thời gian qua. Cổ phiếu thì đã chiết khấu về mức rất là hợp lý. Tuy nhiên thì tỷ trọng tiền mặt của các nhóm quỹ này cũng vẫn còn rất là nhiều dư địa để mà giải ngân nhằm mục đích đầu tư tích lũy trong dài hạn. Tiếp tục một thông tin nữa liên quan đến khối ngoại mua dòng thì nhóm quỹ do Dragon Capital quản lý vừa thông báo đã hoàn tất mua thêm 19 triệu cổ phiếu KDH của công ty cổ phần đầu tư và kinh doanh nhà Khang Điền trong ngày 11 tháng 11. Trước đó thì một quỹ ngoại khác là VOF thuộc Vina Capital quản lý cũng đã mua vào 10 triệu cổ phiếu Khang Điền để nâng sở hữu từ 0% lên 1,41% vốn điều lệ. Động thái mua gom của loạt quỹ ngoại cùng lãnh đạo công ty diễn ra trong bối cảnh cổ phiếu Khang Điền đang giao dịch quanh vùng đáy 2 năm dưới 20.000 đồng một cổ phiếu. So với đỉnh hồi đầu tháng 1 năm nay thì thị giá Khang Điền đã giảm hơn 60%, tương ứng vốn hóa bị thổi bay khoảng 22.800 tỷ đồng sau hơn 10 tháng. Và những thông tin về khối ngoại mua dòng vừa rồi cũng đã khép lại chương trình Chợ chứng sáng nay ngày hôm nay. Cảm ơn quý nhà đầu tư đã quan tâm theo dõi. Thả like ngay nếu yêu thích và comment nếu có bất kỳ thắc mắc gì nhé. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại!